sự trở lại của các bé trong thôn Đông Triều với bài múa Sắc Châu Ra Đồng. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài múa. Bài múa rất là ấn tượng của các con gửi tặng các bà, các mẹ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3.